Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chat của nam rapper Denvo đã nhắn tin cho Hồng Thanh bằng Instagram cá nhân của mình. Điều này khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Tối mùng 2 tháng 5, Denvo, Hồng Thanh và Mie cùng góp mặt tại một nhạc hội sôi động trước đông đảo sinh viên ở thành phố Cần Thơ. Trong chương trình, Denvo mang đến không gian âm nhạc cuồng nhiệt, sôi nổi với những ca khúc rap quen thuộc của mình, Lối nhỏ 2 triệu năm, Mang tiền về cho mẹ và bài này chiêu phết. Đã rất lâu rồi Den mới lại có được tinh thần như hôm nay. Cảm ơn các bạn sinh viên đã cho Den ngọn lửa thanh xuân như thế này. Den bày tỏ khi đón nhận sự ủng hộ, cổ vũ nồng nhiệt từ hàng ngàn khán giả trẻ theo dõi trực tiếp buổi biểu diễn của mình. Ngay sau phần biểu diễn của nam rapper là sự xuất hiện của cặp đôi DJ Mie và Hồng Thanh, cặp đôi đang nhận được sự yêu quý lớn đến từ các bạn trẻ. Ngay sau đêm buổi biểu diễn kết thúc, trên trang fanpage của nghệ sĩ Hồng Thanh đã chia sẻ đoạn tin nhắn của Denvo dành cho mình. Hóa ra vì quá sung nên nam rapper đã trình diễn thêm ca khúc nữa, dẫn đến việc Hồng Thanh và Mie chờ lâu. Sau đêm nhạc, Denvo đã chủ động nhắn, bày tỏ sự áy náy khi lỡ chiếm sóng của các nghệ sĩ đàn em. Xin lỗi Hồng Thanh và Mie, hồi nãy mình sung quá nên hát thêm, để hai người chờ lâu. Rất xin lỗi, Denvo viết. Nhận được tin nhắn, Hồng Thanh vừa vui mừng vừa bất ngờ vì sự tử tế đến từ đàn anh. Đáp lại, nam nghệ sĩ bày tỏ dạ không sao anh nha, em rất vinh hạnh được diễn chung, đứng chung poster và rất respect anh nha. Bạn trai của DJ Mie còn tác cả tên Denvo vào để thể hiện sự yêu thương và kính trọng cho nam rapper. Chỉ một hành động nhỏ nhưng tinh tế và văn minh đã thể hiện được phần nào tính cách của Denvo. Dân tình không ngớt lời khen ngợi cho nam rapper và mong mỏi các nghệ sĩ càng nổi tiếng thì càng nên học cách ứng xử với đồng nghiệp như Denvo. Denvo vốn nổi tiếng là rapper có cách sống cực giản dị và mộc mạc của showbiz Việt. Anh ứng xử với các bậc tiền bối vô cùng lễ phép và cực dễ thương với thế hệ đàn em. Mới đây, một hành động nhỏ nhưng có sức lan tỏa của nam rapper đã tạo nên làn sóng hâm mộ và cơn mưa lời khen dành cho anh. Hành động cực nhỏ này, nhưng nó khiến nhiều đồng âm phải cảm thấy tự hào hơn nữa đối với thần tượng của mình. Bản tin tiếp theo, mới đây trên một group chuyên chia sẻ về nhạc rap đã có bài đăng việc nam rapper Tommy Tèo đã dạy cho bầu show của mình một bài học đầu đời. Cụ thể, bài viết đã chia sẻ: Show Crazy Nation 101 đã book show Tommy Tèo. Sau khi thảo luận xong xuôi anh em chốt hết, thì bên tổ chức đã chuyển cho Tommy 500.000 tiền cọc đi đường, ăn uống. Sau đó, chiều nay thì Tommy đã mất Facebook, không liên lạc được. Nếu có ai có thể liên lạc được hoặc thấy Tommy ở đâu vui lòng báo cho ban tổ chức biết. Bài viết sau khi được đăng tải đã được chia sẻ và nhận được sự quan tâm đến từ fan rap. Dưới phần bình luận, Tommy Tèo đã để lại comment của mình, chắc rằng vẫn còn có vướng mắc về sự thống nhất giữa đôi bên nên dẫn tới sự việc như vậy. Mong rằng các ông bầu thận trọng hơn trong các dự án sắp tới. Các bạn mới theo dõi bản tin của Hay Ho Rap Việt, bấm đăng ký kênh để cập nhật tin tức khác.